Đừng chụp như thế này. No. Emotional damage. Zoom camera, hạ góc chụp, căn theo tỷ lệ 2:1. Zoom camera 3x, hạ góc chụp, căn người mẫu ở trung tâm, đứng ở trên cao, căn theo tỷ lệ 1:1. Xoay ngược điện thoại, dùng hình ảnh phản chiếu, đi và bấm chụp liên tục.